thôi 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 Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường một người đàn ông nằm chết ở dưới kênh nước cạnh đường 19 tháng 5 thuộc ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân qua lại phát hiện thi thể người này dưới mương nước bên cạnh một chiếc xe máy. Nạn nhân sau đó được xác định là ông V, 40 tuổi, ngụ xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Trích xuất camera tại đoạn đường trên cho thấy, ông V điều khiển xe máy chạy loạn choạng lao xuống mương vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 8. Hiện vụ việc đang được công an điều tra. Rồi chết rồi, không có đường, không có chết.